Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13, ba lĩnh vực mà Đảng cần phải thay đổi. Ba lĩnh vực hết sức quan trọng mà Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải thay đổi trong bối cảnh Đảng đang chuẩn bị và hướng tới kỳ đại hội lần thứ 13 của mình chính là đổi mới tư duy, đổi mới chính sách và đổi mới cách làm về nhân sự. Hai nhà quan sát thời sự chính trị Việt Nam đã nói như vậy trên diễn đàn của đài BBC từ London hôm vừa rồi. Hôm 25 tháng 12, từ Hà Nội, cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam, tiến sĩ Phạm Thị Loan bình luận với đài BBC trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam vừa chính thức thông báo đại hội lần thứ 13 sẽ nhóm họp từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021. Từ nay đến đại hội còn đúng một tháng, nhưng nhìn rộng ra và sâu hơn, tôi thấy mặc dù Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua đã làm được nhiều việc, từ ổn định nền kinh tế, chống tham nhũng cho tới chống các đại dịch viêm phổi Vũ Hán tương đối đáng ghi nhận. Vẫn còn nhiều việc cần phải làm, đại biểu này nói như vậy. Đây là hình ảnh các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa 12 hôm 18 tháng 12 năm 2020 vừa qua. Vị đại biểu này nói tiếp, trước hết tôi nghĩ rằng Đảng cần đổi mới cách tư duy về làm nhân sự, đường lối và nhiều việc khác. Về nhân sự tôi thấy Đảng cũng đã có sự chuẩn bị nhưng cách làm cần phải đổi mới sao cho dân chủ thực chất hơn và nó cần phải mở rộng ra, cần đi tới cả cơ sở để có thể có được nhiều người tham gia hơn và với những người đã chứng tỏ được năng lực thì cần phải tạo điều kiện để họ tiếp tục làm việc. Tôi không đi vào chi tiết nhưng ở nhiệm kỳ vừa rồi trong tứ trụ có điều hành của phía chính phủ nhất là vào năm 2020 chống đại dịch theo tôi là khá tích cực. Hiệu quả về quốc hội thì người lãnh đạo cơ quan lập pháp cũng làm được nhiều việc. Tôi nghĩ về vấn đề này, trường hợp đặc biệt thì chắc chắn Đảng cũng đã có tiêu chuẩn, chủ trương. Nhưng theo tôi, trường hợp đặc biệt cũng phải bao gồm cả đặc biệt về năng lực và các điều khác. Riêng về phụ nữ làm lãnh đạo, tham gia tứ trụ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, v.v. Không đi vào trường hợp cụ thể, nhưng tôi thấy là cái gì người ta đã có ghi nhận và người ta cũng vẫn có năng lực, có khả năng, sức khỏe và xét đầy đủ các tiêu chí chẳng hạn, uy tín, v.v. Thì nếu được, vẫn nên bầu cho họ. Hơn nữa, nếu những cán bộ phụ nữ đó là những người có tài, có đức, có tâm huyết bên cạnh các yếu tố khác và đã được thể hiện trong quá trình tham gia quản lý lãnh đạo thì theo tôi nên bầu tiếp tục cho họ tham gia bởi vì sức khỏe thì họ vẫn có thể tham gia tiếp tục được. Điều này thực ra cũng đúng với nói chung nhưng đồng thời tôi nghĩ là cũng cần phải đổi mới cách thức suy nghĩ và làm nhân sự để ngoài việc dân chủ hơn, công khai hơn thì làm sao cho các lớp trước cũng cần mở đường, nhường đường cho các lớp sau, các lớp trẻ để người ta có điều kiện tham gia. Còn những người đã tham gia nhiều, đã có tuổi thì vẫn có thể tham gia nhưng nên tìm hình thức, vị trí phù hợp khác. Vị đại biểu này chia sẻ thêm, nhưng tôi vẫn tin là nhấn mạnh nên nhường đường và tạo điều kiện cho lớp trẻ họ tham gia thì có lẽ là tốt hơn. Tôi xin miễn bình luận vào trường hợp cụ thể nào vì có thể là nhạy cảm. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư ông Trần Quốc Vượng dự hội nghị. Đại biểu này nói tiếp như sau, nhưng tôi thấy rằng điều quan trọng và quyết định chính là nhận thức, tư duy rồi đến đường lối chung của Đảng. Nếu Đảng muốn mở đường ra cho các thành phần, những người trẻ kế cận, thì trong cả một quá trình từ các cấp xã, huyện, tỉnh nên bồi dưỡng thực chất để họ dần dần đi lên. Và nếu không có gì quá đặc biệt thì cứ theo các quy tắc, quy định công khai mà sắp xếp, quy hoạch nhân sự. Trong đất nước và xã hội Việt Nam còn có nhiều người tài, vấn đề là làm sao tạo điều kiện để họ tham gia và quản lý, lãnh đạo, hỗ trợ phát triển đất nước mới là quan trọng và cái này muốn đạt được phải thực sự dân chủ hơn nữa và nên nhớ rằng xã hội đã có sự đổi mới, mở mang, không nên phân biệt nữa. Ở nhiều nước khác, người ta không phân biệt mà người ta chọn những người tài để có những vị trí cần thiết. Còn nếu phân biệt qua nhiều, chỉ tiêu để đưa vào các quy trình thì đôi khi cũng bị hạn chế để lãng phí những người thực tài và có năng lực, có tâm huyết. Một vấn đề nữa là đổi mới đường lối riêng về lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực quản lý vĩ mô của thể chế. Tôi thấy Đảng cũng cần có những đổi mới thực sự. Và Đảng cũng đang có những tính toán để thay đổi về đường hướng, tuy nhiên vẫn còn có những cái chưa được cải tổ kịp thời. Ví dụ, ngay như vấn đề về bảo hiểm xã hội, vẫn đang có sự phân biệt giữa tư nhân và nhà nước. Ngoài ra còn có một số vấn đề khác trên thực tế vẫn đang chưa cho thấy thực sự rõ ràng
việc nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của khu vực tư nhân, kinh tế tư nhân. Do đó, về lĩnh vực này, tôi đề nghị cần phải có sự thay đổi, mở mang hơn nữa, có nhãn quan thực tế, thực chất hơn nữa. Tóm lại, tôi nghĩ là về đổi mới, Đảng cũng đã và đang có những quan tâm, tuy nhiên Đảng cần có những cái thiết thực hơn và rõ ràng hơn. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương trang thông tin của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại biểu này nói thêm, đặc biệt là trong cơ chế sở hữu, đây là lĩnh vực còn đang có sự phân biệt giữa nhà nước và tư nhân và vẫn còn đang chưa thấy được đúng và khách quan vai trò thực chất của các thành phần khu vực kinh tế tư nhân này. Cho nên một số chính sách đường lối lớn nhìn nhận của tôi là chưa phù hợp. Cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam Phạm Thị Loan đã nói như thế với đài BBC. Còn từ Hội An, nhà kinh tế gia Bùi Kiến Thành cũng đưa quan điểm của mình cho đài BBC như sau. Qua truyền thông, báo chí nhà nước, tôi cũng được biết là Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nhóm họp dự kiến một tuần từ ngày 25 tháng 1 cho đến ngày 2 tháng 2 năm tới. Tôi cũng mong rằng lãnh đạo của Đảng suy nghĩ nghiêm túc, thấu đáo về vấn đề nhân sự quản lý đất nước và mở rộng trách nhiệm quyền hạn của quản lý đất nước ra khỏi khung chật hẹp của Đảng và có thể mở rộng cho những nhân tài trong cũng như ngoài Đảng, trong nước cũng như ở nước ngoài. Và điều đó để làm gì? Câu hỏi được đặt ra. Để tất cả mọi người đều có thể chung tay và có trách nhiệm đối với việc xây dựng đất nước. Và phải có một sự đoàn kết rộng rãi của các nhân tài Việt Nam cũng như của tất cả các tầng lớp nhân dân Việt Nam để đưa đất nước vươn lên. Đó là cái mà tôi kỳ vọng nhất. Và bây giờ nói tới phải làm gì thì tôi thấy rằng cũng cần có những vấn đề phải giải quyết, những vấn đề đi theo và về nhân sự thì ngoài cái tâm thì phải có cái tầm và đặc biệt phải giải quyết cho được vấn đề tiêu cực. Ông nói tiếp như sau. Tôi nói rằng quản lý nhà nước thì không thể nào làm được nên hồn nếu để cho tham nhũng tiêu cực xảy ra như thế. Cái đó là điều mà lãnh đạo của Đảng cần phải giải quyết nội bộ nhân sự của mình thế nào cho hợp lý, sao cho sự trong sạch không thể quản lý nhà nước mà chung sống với tiêu cực tham nhũng như thế, và đó cũng là một mong mỏi lớn. Bây giờ tôi muốn nói đến vấn đề đổi mới cơ chế chính sách quản lý lãnh đạo để tạo điều kiện cho đất nước phát triển và phát triển lành mạnh. Cần phải bỏ đi những tư duy sai lầm cũ rích của vấn đề quản lý nhà nước lâu nay theo cơ chế của quản lý kinh tế tập trung. Đây là hình ảnh chân dung các ứng cử viên của Bộ Chính trị. Ở đây phải đổi mới hẳn tư duy để có bước qua những chính sách mở và tạo điều kiện cơ chế cho kinh tế dân doanh phát triển mạnh. Vì sao tôi nhấn mạnh điều đó? Vì kinh tế là một việc của dân chứ không phải là trách nhiệm của nhà nước đi làm kinh tế. Nhà nước phải làm như thế nào? Câu hỏi cũng được đặt ra. Nhà nước thay vì đi làm kinh tế mà trong nhiều lúc lại cạnh tranh, hạn chế, kìm hãm với kinh tế dân doanh thì nhà nước phải hiểu là mình có trách nhiệm và chức năng là tạo điều kiện, cơ chế, tạo mọi sự thuận lợi cho nhân dân, kinh tế, dân doanh phát triển. Cái đấy mới là công việc của quản lý nhà nước và là điều phải nhấn mạnh và làm rõ. Đó là hai vấn đề chính mà tôi thấy Đại hội 13 cần phải giải quyết. Nhân đây tôi nói thêm là bộ máy đó là để tạo mọi điều kiện cho nhân dân phát triển. Vì vậy, tất cả những vấn đề gì mà bây giờ gây trở ngại cho nhân dân, dân doanh và phát triển kinh tế thì phải nhanh chóng loại bỏ để cho nền kinh tế Việt Nam nhanh chóng trở thành một nền kinh tế thị trường thực sự chứ không phải như người ta gọi thế này mà lại hoạt động thực sự tự do được. Do đó, phải lột bỏ ngay đi những cái mà bây giờ đang gây trở ngại. Trong đó có những chính sách trở ngại với khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế dân doanh, vấn đề sở hữu tư nhân về đất đai vân vân. Chứ không phải cứ nói rằng Đảng và nhà nước có bao nhiêu chính sách này nọ với bao nhiêu dừng, nghị định, thông tư vân vân. Mà trên thực tế thì vẫn có những sự khóa tay, cản trở, thậm chí kiềm hãm không cần thiết. Đây là hình ảnh những khuôn mặt sáng giá trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam dường như vẫn còn đủ tuổi. Không nên có những chuyện đó một nền kinh tế mở thì thực sự phải mở, chứ không phải là kiểu quản lý nhà nước cứ nhỏ giọt, lần lần kiểu mở vòi nước nhỏ nhỏ rồi tiếp tục xin cho, chẳng nên có chuyện đó. Đảng và nhà nước phải thay đổi tư duy để làm sao khơi thông cho được nước sông được chảy mà không nên ngăn sông, cấm chợ, dựng đập, đắt đê, ngăn chặn. Rồi mở cái nọ, mở cái kia lại có điều kiện bắt người ta phải quệ lụy. Nên chấm dứt cái đó mà trách nhiệm của nhà nước là phải mở hẳn ra để cho người dân có được sự hoạt động tự do trong nền kinh tế thì tự nhiên là phải có quản lý cởi mở hơn, công khai, minh bạch hơn mà đồng thời giúp giải tán về vấn đề tiêu cực, tham nhũng này nọ khác. Nói chốt lại là Đảng cần phải thay đổi tư
tư duy để tạo mọi điều kiện cho nền kinh tế, đặc biệt trong đó có kinh tế tư nhân, dân doanh phát triển. Phải xem lại vai trò của các khu vực đó có khách quan và thừa nhận, cũng như là phải cải tổ kinh tế, thừa nhận vấn đề về sở hữu tư nhân, về đất đai, v.v. Bên cạnh những đổi mới khác về tư duy và hành động. Nhà kinh tế gia Bùi Kiến Thành đã nói như vậy với đài BBC tại London. Và thông tin cũng cho thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ đại hội đảng của mình. Vào hôm thứ Năm ngày 24 tháng 12 năm 2020, chuyên trang mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam về đại hội 13 của đảng này đưa tin về công việc chuẩn bị tổ chức kỳ đại hội và cho hay rằng tại hội nghị lần thứ 14 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 họp từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng từ ngày 25 tháng 1 cho đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc phát biểu tại hội nghị cán bộ toàn quốc vào hôm 19 tháng 11. Và việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình đại hội lần này đã được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới, tiến bộ về chất so với trước. Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành thận trọng, bài bản và kỹ lưỡng từ tháng 12 năm 2018 cho đến tận tháng 9 năm 2020. Bộ Chính trị đã 4 lần phê duyệt nhân sự quy hoạch cho Ban chấp hành Trung ương khóa 13 với tổng số là 227 người. Và tiểu ban nhân sự của Bộ Chính trị cũng đã chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu tổng kết công tác chuẩn bị nhân sự cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số khóa gần đây về tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, số lượng, cơ cấu, cách làm và rút ra các bài học kinh nghiệm. Tại hội nghị lần thứ 14, Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, bao gồm cả nhân sự của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Cũng trong thời gian này, tiểu ban phục vụ đại hội cũng đang gấp rút chuẩn bị cho công tác bảo đảm an ninh trật tự, phương án y tế phục vụ đại hội 13, việc mời báo chí đưa tin về đại hội và một số nội dung liên quan công tác chuẩn bị đại hội. Trang mạng về đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố như vậy hôm thứ Năm. Tuy nhiên, đại hội này dành cho những đảng viên và người dân Việt Nam với hơn 90 triệu người dường như vẫn đang bị đứng ngoài mọi hoạt động của đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2020 với bản tin Đại hội 13, ba lĩnh vực mà Đảng Cộng sản Việt Nam cần thay đổi là gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.